Khi mở máy lên mặc định nguồn nhạc vào không có tín hiệu, để có tín hiệu dặn volume music cùng chiều kim đồng hồ. Khi hát sử dụng lại phép dặn cùng chiều kim đồng hồ. Khi nói chuyển về 5. Xin chào mọi người. Hôm nay shop nâng cấp lắp giai đoạn 1 cho trường tiểu học Hồng Hà, một cặp loa, một con Acti và một con Baxi đến từ thương hiệu Chromax, mẹ bồng con. Loa được lấy ra để làm mẫu và làm cái khung sắt để treo lên cao cho chắc chắn. Công đoạn tiếp theo sẽ đào bê tông lên và đi ống nhựa PVC bình minh, luồng trong đó gồm có dây tín hiệu và dây điện. Đoạn đường này dài khoảng 30m. Sử dụng dây loa 2 ruột hàng chính hãng, tiếp theo là dây tín hiệu 4 ruột. Công đoạn tiếp theo sẽ luồn dây tín hiệu và dây điện vào ống nhựa bình minh. Sau khi luồn xong sẽ chôn vào vị trí đã được đào và tán bê tông lại. Đôi loa đã để lên đúng vị trí và được gá cố định bởi khung sắt, giá chịu lực rất là tốt. Đây là chiếc thứ hai nằm đối diện. Không gian này phải lắp ít nhất là 4 cái loa, nhưng mà hiện tại đầu tư giai đoạn đầu mới có 2 cái. Và một cái monitor lắp ở phía trong thềm nhà nữa. Tín hiệu line 1 và line 2. Line 1 bên tay trái sẽ là dây màu đỏ là số 2 cộng, và bên tay phải màu xanh 2 cộng. Tất cả hàng phun bóc gồm một chiếc quản lý nguồn, một con van số, một men GHS và một bộ micro JB Acoustic 750 Plus. Cấu hình là lắp giai đoạn 1 và 1 bộ micro JB Acoustic 750 Plus, một van số J800 đến từ thương hiệu JB Acoustic, một cái amply và một chiếc quản lý nguồn. Van số J800 men NL với R là cho đôi lo lộ mắt Acoustic, SNL với SNL cho đôi lo của nhà trường hiện tại, và cổng center là kênh số 2 sử dụng cho đôi lo ở phía sau trường. Đây là đôi lo SNL với SNL, đôi lo phía trước của sân trường. Amply có kênh 1 và kênh 2. Kênh 1 là đôi ở phía trước, kênh 2 sử dụng cho ở phía sau nhà trường.
nếu cần. Khi không sử dụng thì có thể vặn ngược chiều kim đồng hồ, tắt off. Khi sử dụng vặn cùng chiều kim đồng hồ về số 0.